Từ đầu tháng 5 năm nay, các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối sẽ bị thanh tra thuế, thông tin này vừa được Bộ Tài chính ban hành. Việc thanh tra sẽ do thanh tra Bộ Tài chính và ngành thuế phối hợp thực hiện. Thời gian bắt đầu thanh tra từ đầu tháng 5, Bộ Tài chính yêu cầu công tác này phải hoàn thành trước cuối tháng 8 tới. Thanh tra Bộ Tài chính sẽ trực tiếp thanh tra khoảng 3 doanh nghiệp, Tổng cục Thuế thanh tra 3 doanh nghiệp, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thanh tra 10 doanh nghiệp. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Tài chính. Ngoài ra, đợt thanh tra này được thực hiện cũng do vụ việc trên lệch thuế xăng dầu khiến nhiều doanh nghiệp thu lợi lớn trong thời gian qua.